Lần đầu tiên được đi dự thảm đỏ của tụi mình sẽ như thế nào đây ta? Hello các bạn, lại là Bé Bắp đây. May mắn lọt top 10 nhà sáng tạo nội dung ngắn của năm nên hôm nay mình được mời đi dự thảm đỏ nè. Nhưng mà chết rồi các bạn ơi, mình có mít gửi hả? Sao đứng chụp hình chung với mấy anh chị nghệ sĩ showbiz đây? Thế nên mình đã quyết định sử dụng quyền năng đổ dây. Ủa mà sao siêu mẫu người ta mang mới tới đầu gối à? Còn mình mang là tới khắp háng luôn nha các bạn. Tính độ 10 phân lấy lè thôi mà nghĩ đó giờ mình cũng ghét sống ảo lắm. Sống là phải sống thật nên mình quyết định mua đôi guốc 15 phân này luôn. Độn giày xong rồi thì mình đi vỗ béo chiếc bụng đói này thôi. Đang ngồi thì phát hiện có bé fan đang quay lén tôi nè. Vậy là tôi bắt bé qua đây ngồi ăn với tôi luôn. Nhiều bạn hỏi sao mình cứ đeo kính hoài vậy? Thì đây là lý do nha các bạn. Mắt có một mí à, mũi thì tẹt nữa. Nhưng mà thôi, đành sống mà kết cấu hài hòa vậy. Mắt cấp về thay đồ xong rồi thì anh Thông cũng qua nhà mẫu hậu đón mình đi sự kiện nè. Và thế là tụi mình cũng đã đặt chân đến đêm gala trao giải lần này của VN rồi. Nhưng vẫn không thể nào né được cái giai đoạn ám ảnh sang chấn tâm lý này. Tết cô dí. Sau khi cái lỗ mũi bị ghép hai thì mình cũng đã cảm thấy sảng khoái tột đỉnh. Bùng cùng giá việt để có thể sải bước trên sàn cách quá, sánh dài với các mỹ nữ và vương tầm trở thành gương mặt mới trong làng. Siêu mẫu nhí. Nói chứ người mẫu nhí cô không ai thèm tỉ mà đâu bắp bơ. Trước khi cát quá thì tụi mình được chị Khánh Vy phỏng vấn nè. Nữ MC tài năng và duyên dáng bậc nhất thế hệ trẻ luôn đó nha. Dạ Bé Bắp top 10 nhà sáng tạo YouTube Shorts nổi bật nhất năm 2021. Còn đây là chị Lê Bóng đang phỏng vấn Hero Team nè. Và quán quân của rap Việt đây. Mình theo dõi anh C-Chan với Black Ca từ hồi cấp 2 tới bây giờ mới được tay bắt mặt mừng ở ngoài đời đó các bạn. Tiếp theo là cuộc đàm phán vô cùng căng não của các anh em xã đoàn Ngô Đình Nam, Khải Cà Khịa và thầy Beo. Ai cũng dễ thương quá trời quá đất luôn. Trừ thầy Beo nha. Bắt gặp anh Dinh Gấu tông xịt tông với mình là phải kéo anh vô chụp hình liền. Bé ơi em nói nhiều quá, son lem hết trơn rồi nè, để anh lao cho. Chân dung người đàn ông kim trợ lý kim cameraman của mình nãy giờ là ai thì các bạn cũng thấy rồi đó. Vô khán phòng thì tụi mình có hẹn ngồi chung với chị Linh Đăng Ngô. Trời ơi bả bận đầm xinh nhất nát. Mình còn chịu không nổi nữa, nói chi là anh Đạt. Và đến bây giờ vẫn chưa tin là bạn của mình ngồi kế bàn anh Chấn Thành luôn á các bạn. Có chị Mỹ Tâm nè, chị Võ Hoàng Yến và anh Quật Quý nữa. Chị Thúy Ngân thì khỏi phải nói rồi. Nguyễn Du lúc viết chuyện Kiều hình như viết thiếu là Kiều thua á. Sau khi xem các tiết mục chấn động vũ trụ thì cũng đến cái khoảnh khắc mà tụi mình mong chờ nhất, đó chính là tụi mình sẽ được vinh danh top 10 nhà sáng tạo nội dung ngắn của năm trên sân khấu luôn nè. Có chị Linh Đăng Ngôi với Yến Nồi Cơm Điện nữa. Cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều vì đã đề cử và cho Bắp có cơ hội được trải nghiệm một đêm đầy cảm xúc như thế này. Và hơn thế nữa, Bắp muốn gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc và chấn động nhất đến các bạn đã luôn bên cạnh, yêu thương và ủng hộ Bắp chăm suốt chặng hành trình vừa qua. Mãi bên nhau nha các bạn.